chào ngày mới các bạn khán giả thân mến. Ngày hôm nay khu vực cả Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ tiếp tục có mưa, kèm cảnh báo về lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở những khu vực này. Với khu vực Nam Bộ thì mưa sẽ vào khoảng thời gian về trưa, chiều cho đến tối nhưng mà lượng mưa không lớn, kèm cảnh báo về tố lốc, sấm sét và gió giật. Trở ra khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội thì ngày hôm nay sẽ là một ngày trời nắng nhiều, hanh khô, trời ấm áp với mức nhiệt vào khoảng 22 cho đến 25 độ. Chúc các bạn ngày Chủ nhật thật là nhiều niềm vui!